Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới đạt mức 2.298 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng thế giới mất đi 1% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần bởi chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh đã lấy đi sức hấp dẫn của vàng với những người mua nắm giữ tiền tệ khác. Chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao Lukman Otunaga của FXTM cho rằng thị trường vàng chứng kiến giảm mạnh do chịu áp lực bởi những bình luận cứng rắn từ quan chức Fed trong phiên trước cùng với sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Vị chuyên gia này cũng dự báo giá vàng có thể sẽ biến động mạnh trong những ngày còn lại của tuần. Trong nước, giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank vẫn duy trì ổn định, tiếp tục giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 4 số 9 được điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều so với kết phiên trước. Đó lần lượt xuống là 73,85 triệu đồng một lượng mua vào và 75,45 triệu đồng một lượng bán ra. Dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang các thông tin về giá ngoại tệ. Như đã nói ở trên, chỉ số đô la Mỹ Index tăng 0,45%, đạt mốc 106,05 điểm. Đồng bạc xanh đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 1986 so với đồng yên Nhật và các nhà đầu tư suy đoán rất cao rằng chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp để củng cố đồng tiền của nước này, trong khi các chỉ số chứng khoán của Mỹ vẫn tăng. Ở một diễn biến khác, đồng tiền Trung châu Âu giảm 0,34% xuống mức 1,0677 đô la Mỹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.